Trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 151 trường hợp tử vong vì COVID-19. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số lượng f không tăng thì bệnh nhân nặng tăng, người già có nhiều bệnh nền lại mắc thêm COVID-19 nên nguy cơ tử vong là rất cao. Trong số 151 trường hợp tử vong thì 75% trường hợp không tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 nào hoặc tiêm chưa đủ liều mới tiêm một mũi. Nguyên nhân là do họ thuộc trường hợp chống chỉ định tiêm chủng và người lớn tuổi nhưng gia đình thì không có điều kiện hoặc ngại tiếp cận vaccine. Do vậy, khi mắc quá nhiều bệnh nền lại thêm COVID-19 thì khả năng người bệnh tử vong là rất rất cao. Với các trường hợp tử vong dù trước đó đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, Tránh văn phòng Sở Y tế cho rằng nếu tính về cá thể, tức là một người tiêm vaccine thì sẽ được miễn dịch, thì việc tử vong này là hơi bất thường. Tuy nhiên, xét về yếu tố cộng đồng, số F0 tăng lên thì sẽ có một số trường hợp diễn tiến nặng đặc biệt trong thời gian qua dù độ phủ vaccine tốt nhưng khi f không tăng sẽ có khoảng 15 đến 20% diễn tiến nặng chủ yếu là người cao tuổi kèm bệnh nền trong 15 đến 20% này thì có 5% chuyển biến thực sự rất nặng.